Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Thư ký APEC đã tổ chức chương trình đối thoại công tư về thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo. Đây là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và là cơ hội tốt để đại diện các nền kinh tế thành viên APEC thảo luận, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm mục tiêu xác định các rào cản khó khăn đối với thương mại, đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch và tái tạo từ góc nhìn đa chiều của các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các thể chế khu vực, quốc tế và các doanh nghiệp. Tại cuộc đối thoại, các học giả, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức, hiệp hội trong và ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã thảo luận và đưa ra nhiều sáng kiến, khuyến nghị thực sự có ý nghĩa nhằm tối đa hóa hiệu quả của hợp tác chính sách thông qua việc xác định những rào cản đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo và đề xuất các giải pháp cho hợp tác APEC trong thời gian tới. Kết quả của đối thoại sẽ được báo cáo lên các diễn đàn liên quan của APEC để các định hướng chính sách sớm thành hiện thực.